Và chào các anh chị. Hôm bữa là chúng ta đã học xong cái phần là biết bi cơ bản. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tới phần là truyền nhận dữ liệu giữa các trang web với nhau. Rồi không biết là hôm bữa giờ các anh chị có coi coi lại những cái slide mà của buổi hôm trước hay không ạ? Phải do ở bước này chúng ta cần phải nắm chắc được cái ngôn ngữ PHP thì sau đó chúng ta mới học vô được cái cơ chế mà nhận nhận dữ liệu của web. Và một phần nữa là trong cái phương thức trong trong cái phần nhận dữ liệu này thì hôm bữa thì chúng ta đã có học ở phần là form của HTML. Thì tôi có hứa với các anh chị là đến phần hôm bữa ở form á là tôi chỉ hướng dẫn các anh chị là cách gửi dữ liệu thôi từ trang web A qua trang web B. Thì riêng ngày hôm nay á là tôi sẽ có hứa là đến phần PHP thì làm sao mà để chụp dữ liệu đó lại hay là lấy những cái dữ liệu đó lại ở cái trang trong cái thuộc tính là action của cái thẻ form. Thì hôm nay tôi hướng dẫn cái phần là giữ dữ liệu đó lại, lấy cái dữ liệu đó lại. Rồi thì cơ chế truyền nhận của website chúng ta sẽ coi lại cái cơ chế truyền nhận dữ liệu ha. Hôm bữa là chúng ta giả sử như chúng ta có cái trang web A thì thông qua cái browser của mình ở đây là cái trang là view.php ha. Rồi thì cái đầu tiên á là mình sẽ đánh cái URL lên trên cái browser address của browser. Browser thực hiện là gửi cái yêu cầu đến cái máy web server và web server xuống ổ cứng nạp dữ liệu lên trên thí dụ như nạp cái trang là view.php lên. Và sau đó trên trang view.php này có nhiệm vụ là đọc cơ sở dữ liệu ha. Thì vậy là nó sẽ thì PHP nó rồi xuống cơ sở dữ liệu, nó sẽ đọc cái dữ liệu lên và sau đó nó sẽ generate thành các thẻ HTML ha, nó generate thành các thẻ HTML mà chúng ta đã từng học rồi, chẳng hạn như là các thẻ table ha, các thẻ td, tr để nó đổi dữ liệu lên trên web. Sau đó web server bắt đầu mới trả cái thông tin cái trang HTML đó là hoàn chỉnh về trình duyệt client ha. Rồi cái phần thứ hai, bây giờ truyền nhận dữ liệu thì nó sẽ ra như thế nào? Giả sử bây giờ tôi có một trang web A, trang web này nó yêu cầu tới một trang web B ha, và gửi yêu cầu lên trang web B. Rồi trang web B sẽ được nạp lên trên bộ nhớ của server và sau đó mới trả về cho client ha. Đây là cái truyền nhận dữ liệu bình thường là gửi thông qua cái đường link ha, thông qua đường link trang A gọi trang B. Rồi cái phần thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ có một cái trang đăng nhập ha, chúng ta sẽ có một 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 cái trang đăng đăng nhập. Thì trên trang đăng nhập này nó chính là một cái form. Trong cái form này nó có hai cái textbox và một button, textbox username và textbox password ha. Rồi rồi sau đó khi mà mình bấm vào nút đăng nhập á, thực tế nó là nút submit. Vậy khi mình click lên cái nút submit này nè thì dữ liệu sẽ được chuyển chuyển lên phía server ha, nó sẽ được chuyển lên phía server. Rồi ví dụ đây là trang đăng nhập trên hệ thống ha. Thì vậy khi các anh chị chuyển như vậy á, thì nó sẽ đưa vô là hai cái password là tt đăng nhập với tt à xin lỗi, ở đây nó chính là password ha, bắt textbox password phía dưới, ta đặt nhầm tên ở trong này. Rồi thì cái trang này sẽ được gửi trong cái yêu cầu đưa qua cái trang là xử lý đăng nhập .php. Vậy trang xử lý đăng nhập .php á, nó chính là cái trang nằm ở trong, nó chính là cái đường dẫn nằm ở trong cái đường của cái thuộc tính action của cái form ha. Rồi, thì đây nó sẽ tạo dữ liệu. Rồi còn hai cái là php này, cái php và admin này đó chính là cái dữ liệu từ hai textbox này ha, được nạp lên trên đây và cuối cùng nó sẽ đẩy về phía server, nó sẽ được đẩy về phía server thông qua sự kiện submit đến cái trang là xử lý đăng nhập. Và sau khi trang xử lý đăng nhập được load lên bộ nhớ server thì nó sẽ chụp dữ liệu của hai cái textbox mà nãy giờ trang 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 đăng nhập nó gửi qua ha, và nó sẽ gán xuống ha, nó gán xuống ở phía cái tag nó cần in ra. Và cái chỗ gán này là do mình quyết định thôi, mình muốn in nó chỗ nào mình in nó ra thôi ha, mình muốn in nó chỗ nào thì các anh chị cho nó hiển thị lên chỗ đó thôi, tùy mình ha. Mình cho cái hàm echo ha. Rồi sau đó mới trả cái kết quả này về cho phía người dùng. Rồi, đây là cái kết quả hiển thị cuối cùng. Rồi. Rồi bây giờ trong cái form đăng nhập, chúng ta sử dụng cái đối tượng form ha, chúng ta sẽ có cái form ở đây thông qua các form field đó chính là cái control trên cái form đó ha. Tôi ví dụ như là có thể input, có nút submit vân vân.
Ha, như vậy là cái URL của cái trang mà nhận dữ liệu lại, tiếp nhận dữ liệu lại, nó chính bỏ trong cái thuộc tính action của cái form. Ha, các chị lưu ý là đối với website á, thì nó gồm có hai trang. Trang hiển tiếp nhận thông tin dữ liệu là cái form mà ngày xưa giờ trong HTML tôi đã hướng dẫn rồi. Ha, và trang nhận lại cái dữ liệu nếu khi người dùng đã nhập vô xong, và trang xử lý. Ha, giờ tôi có hai trang, trang là kết quả và trang, cái trang là giao diện và trang trang xử lý. Ha, rồi thông qua hai cái giao thức POSGET vân vân. Thì để chụp dữ liệu lại á, thì trong PHP á nó có ba cái phương thức, một là POST, đô la POST, hai là đô la GET, và ba là đô la REQUEST. Rồi hai ba này khác nhau chỗ nào? Ha, rồi ví dụ như ở đây tôi có cái trang tìm sách, tìm ha, để tôi có một cái text box, à, đây là thẻ input, có cái thẻ input, có cái thằng là text, nó chính là cái text box, có cái tên của nó là cái từ khóa, nó cần tìm bằng nút space. Ha, nút này không còn quan tâm thì biết là nó hiện nó nút click vô nút này là nó gửi qua, à, nó quăng cái dữ liệu qua bên cái trang là xử lý tìm sách nằm trong thuộc tính action của cái form này như đây. Ha, rồi và giao thức của nó gửi đi là giao thức get, có nghĩa là dữ liệu của trong cái từ khóa này sẽ được truyền trên URL của cái trang web ha. Rồi sau sau khi người dùng mà gõ lên cái từ là big ebook ha, cái đây từ khóa người dùng muốn ta bấm vô đây thì nó nhảy, nó gửi qua trang là xử lý tìm sách ha. Thì ở trang xử lý tìm sách nó sẽ dùng cái hàm là dollar request với cái tên của t từ khóa, đó chính là tên của cái text box control, cái form field nằm ở trong cái form này ha, quăng quanh đây thì nó sẽ chụp dữ liệu lại. Sau khi chụp cái text này lại, nó sẽ gắn vô cho cái biến là s từ khóa. Rồi bây giờ tôi muốn in ở đâu thì tôi chọn echo cái biến từ khóa này ra thôi ha. Đó, chẳng hạn đây là cái kết kết quả mà tôi mong muốn. Rồi, không biết tới đây là cánh chị kịp không ạ? À? Không kịp thì cánh chị cứ báo ha, tôi sẽ dần chậm lại. Rồi, phần thứ Rồi bây giờ kế đến là chúng ta sẽ có phần nữa là ở đây trang trang xử lý tìm trên cùng một trang ha, thì nó sử dụng cái từ khóa là if iset ha, nó có là iset, nếu như tại vì nó tìm trên cùng một trang, là trang này vừa là trang gửi, trang này cũng là vừa vừa là trang nhận luôn, đây trang xử lý ha. Sau khi nó bấm vô nút action thì nó sẽ quăng lại trang chính, nó là xử lý chấm bb ha, là nó cũng là vừa trang gửi mà nó cũng là trang nhận luôn ha. Như vậy á thì khi nếu như tại lúc ban đầu chạy lên á thì đâu có dữ liệu nào quăng qua cho nó đâu ha, nên là mình không có chụp được cái tới từ khóa này. Do vậy các anh chị cần phải chặn cái hàm là dollar request vô, nếu không nó sẽ bị báo lỗi ha, nếu nếu không thì nó sẽ bị báo lỗi ha. Nếu có tồn tại cái dữ liệu trên URL là tới từ khóa thì nó mới tiếp tiếp nhận cái từ khóa đó và sau đó nó in ra, còn không thì thôi, không nó hiện ra giống vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm xỉu sâu vô phương thức get và phương thức post ha. Rồi giờ khoan cái vụ đó đi, giờ tôi sẽ làm trước một trang cho các chị xem. Hôm nay số lượng slide mình thì không có nhiều, nhưng mà mình sẽ làm thực tập thực hành thì nó sẽ nhiều hơn ha. Rồi rồi bây giờ tôi mở ra ha, giờ tạo một slide mới ha, new slide. À, trước khi chạy cái PHP này, các anh chị có nhớ một chuyện không ạ? À? Là mình phải tạt cái warm lên trước ha, đây mình chưa có warm. Có hôm bữa mình đã cài warm rồi đúng không ạ? À? Warm. Đây warm server ha, tạt warm lên. Rồi nó màu xanh rồi ha. Rồi. Sau đó tự tạo new site. Ha, event đặt tên site mới. Demo. Truyền nhận dữ liệu. Ha. Trong thư mục là ổ C. warm ww. Rồi tạo ra thư mục mới ha, click vô nút trên này, đó là demo truyền nhận dữ liệu, rồi mở ra ha. Sau đó remote info local network, rồi enter thôi. Rồi tới testing server, bước này quan trọng, chọn công nghệ là BigBN MySQL ha, chọn
chọn local network luôn, và local host nó phải đúng tên thư mục này chứ không là nó không chạy ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ tôi tạo ra một trang. Trang đầu tiên tôi sẽ có trang giao diện ha. 01 đi. Giao diện tôi đặt tắt là RD ha. Giao diện RD. Tìm sách ha. Là giao diện tìm sách. Rồi. Wam của em có màu cam. Thầy hướng dẫn cách. Wam có màu cam á là do nó bị đụng cái này nè. Ha. Rồi Wam Wam nó có màu cam á là do nó bị đụng cái cổng á. Thì các anh chị vô thử ha, vô Abad, vô trong service. Các anh chị chọn là test test bọt 80 ha. Nếu nó báo là Abad vậy nó đang chạy, có nghĩa là cái Abad của mình là nó ok. Nhưng mà thường chỗ này nếu mà nó bị đụng á thì nó có hai cái. Một, nếu anh chị nào ở nhà có xài mà Skype á thì nó tự động đây, nó Skype nó sẽ chiếm cái đó, cái cổng này. Do vậy thì các anh chị phải sửa nó lại. Còn nếu mà các anh chị nào mà không xài Skype á, là các anh chị có IIS sẵn á thì IIS nó tự động nó chiếm cái bọt 80 mặc định này. Thì cái có cách để mình sửa nó lại cũng dễ. Các anh chị vô Abad, các anh chị là chọn http://dconfig trên http://config ha. Các anh chị bấm Ctrl F, search từ khóa là 80, enter. Thay vì đây nó lắng nghe, ngay chỗ cái thuộc tính là listen 80 thì ở ngay chỗ thay vì bọt là 80, bây giờ các anh chị sửa lại là 80 ha. Các anh chị sẽ thêm vô số 80 nữa, và tìm thêm một chỗ nữa đó là cái server name, nó phải cũng có luôn hai chấm thêm 80 nữa, có nghĩa là thêm cái bọt vô ha, vẫn chạy trên máy local nhưng mà mình thêm cái bọt vô, mình chạy cái cổng khác, mình lại cái cổng khác ha. Sau đó hết rồi, sau đó mình save lại nhé ha, save lại file này, chọn save ha, rồi đóng này lại. Rồi sau đó các anh chị chọn click phải lên qua à, click phải lên qua, xin lỗi, click trái lên qua à, sorry. Click trái lên qua, các anh chị chọn là restart on service. Ha, sau khi nó màu xanh xong thì mình chỉnh lại một chút. Ha. Đây. Sai. Minute size, edit cái size này lại ha. Tại nãy mình đổi là thành bọt 80 nên chỗ cái localhost này nè, mình phải thêm 2 chấm 80 ha. Chỗ này thì không có nhưng mà test trên server cũng vậy, phía dưới đây mình phải thêm là sau từ khóa localhost là thêm 80. Ok. Rồi xong, done. Rồi mỗi lần chạy lên á thì các anh chị tới đây đúng không ạ? Rồi. PHP echo hello. Rồi F12. À sorry, chưa đóng cái tắt tìm PHP. Sau đó các chị bấm F12 ha. Rồi. Save lại ha. Đây, hello lên. Ha, thì đây chạy bọt ở cổng thêm cổng 80. Rồi chạy vậy thì chắc chắn là nó sẽ không bị đụng. Nhưng mà lưu ý á là khi mình bấm vô localhost này nè. Thì chỗ này á nó đang chạy ở bọt là 80 là của mặc định server nên nó không thấy đâu. Các anh chị phải thêm cái bọt sau từ khóa localhost ha. Là 2.8080. Đó, vậy nó lên RAM server. Rồi, ok chưa? Cách chọn thư mục, cái phần cách chọn thư mục anh có thể coi lại ở phía sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái form ha, trên giao diện, xóa cái tắt này đi. Giờ bây giờ mình tạo ra giao diện của cái khung tìm kiếm sách. Thì khung này đơn giản hơn, nó chỉ có một cái text box thôi ha. Rồi mình có cái name của cái form này trước, form tìm kiếm sách ha. Rồi cái này nó bị lỗi rồi. Ok. Rồi tới đây bắt đầu mình sẽ check cho tiếp, mình cho action. Giờ mình chưa có trang đó ha, lát mình nhảy đến trang là xử lý.
tìm kiếm chấm a xin lỗi bhp ha, trang lát nữa trang tiếp nhận dữ liệu là trang là xử lý tìm kiếm với bhp ha. Rồi tìm sách chứ, xử lý tìm sách chấm bhp. Cái mới thích truyền là get, cho cái gì dễ thấy ha. Rồi đóng tắt form lại, rồi nhớ ba thông số này ha, cái tên form, cái action là cái đường dẫn của cái trang, cái URL của cái trang sẽ tiếp nhận dữ liệu, và cuối cùng là method là cái kiểu truyền ha. Rồi sau đó ở đây tôi có gì nè, tôi có tìm là nhập vô từ khóa đúng không ạ, vậy là tôi là từ khóa Unicode, ok từ khóa bị Unicode ha. Rồi bây giờ mình đưa text box vô cho người ta nhập vô ha, đó là thẻ input có thay bằng là test, có name bằng là tt từ khóa ha. À, mình phải đặt nó cái tên, rồi sau đó đóng nó lại enter. Rồi sau đây mình sẽ cho coi xuống hàng ở cái bên mình sẽ có cái nút là input, có cái thay là submit, cái nút tìm ha, nhưng mà mình xài submit rồi mình quăng dữ liệu đi luôn ha. Có cái value, chỗ này là mình không cần cái tên đâu ha, value của nó là tìm. Rồi được chưa, rồi mình đưa cho chỉ có như vậy thôi, lên trên đó nó chỉ có khung vậy thôi ha. Rồi chỉ khi tôi nhập vô abc ha, tìm sách chẳng hạn như tìm sách là lập trình bhp đi, ô tìm bấm nút tìm thì nó sẽ nhảy qua cái trang là xử lý tìm sách, nó đưa cái tt từ khóa là lập trình bhp, nhưng mà trang này mình chưa tạo ra cái trang là xử lý tìm sách này ha. Rồi bây giờ các anh chị sẽ coi, hôm bữa là mình học tới đây đúng không ạ, bên html giờ tôi sẽ có cái trang xử lý tìm sách đó 0201 luôn, tại nói chung ha, bây giờ trang là trang xử lý ha. Hồi nãy tôi ở trên tôi có trang là giao diện, chỉ là giao diện tìm thôi ha, để xử lý tìm sách chấm bhp đây. Trang này cái gì thầy bỏ hết cũng được ha, nhưng mà đây mình có in ra tốt nhất mình ghi trong body thôi được rồi ha. Chấm hỏi bhp đầu tiên thì mình phải chụp cái trang này lại, chụp cái dữ liệu này lại ha. Sao chụp? Chụp đó thì cái nó sẽ có hai phần. Giờ hiện nay các anh chị cứ nhớ cái dollar request đi, là lát nữa tại sao tôi kêu xài dollar request ha. Bây giờ tôi có cái biến là từ khóa, là cái biến riêng của tôi ha. Chụp lại các anh chị dùng là dollar request. Hồi nãy á trên cái URL các anh chị nhớ không ạ? URL bên này F12. Đây, cái ngành danh sách là lập trình ha, ABC đi cho dễ, ABC. Rồi, đây. Đây chính là cái tên của cái text box bên kia quăng qua. Thì mình sẽ chụp lại ở cái trang mà xử lý tìm sách, nó sẽ cũng có chắc chắn nó sẽ có cái trang cái từ khóa này ha. Giờ mình sẽ chụp đúng như cái biến đó, biến để trong chuỗi tt từ khóa. À, tốt nhất cái chỗ này thì đừng có xiên ha, chỗ này mình cứ tập cái cách làm biến tí chỗ này qua đây, mình copy đi Ctrl C qua đây mình dán vô, nhưng phải bỏ vô trong dấu ngoặc ha, chắc ăn không bị sai. Cái này phải chính xác nha, nếu sai là hy sinh, nó bị lỗi ngay chỗ này nó không chạy được ha. Rồi sau đó xong từ khóa cần tìm là đây là cái text mà tôi in ra ha. In cái text ra echo từ khóa cần tìm là 2 chấm, ví dụ vậy, cách phải. Giờ tôi xuống hàng tôi cho nó đậm lên thẻ b h2 thôi, thẻ b đi, thẻ b đóng b rồi chấm chấm để từ khóa đô la từ khóa ha. Biết pin này nó giàu lắm, nó còn phải có đô la nó mới chịu chạy ha. Bắt lại nhớ sale lại ha. Giờ tôi sẽ tìm lại F5 ha, F5 vài cái để cho nó refresh là cái browser mới. Sau đó tôi tìm lại sách là cuốn sách kỹ thuật lập trình, kỹ thuật lập trình ha. Rồi bấm vô nút tìm xử lý tìm sách chấm bhp. À mình thiếu từ khóa 01 ha. Đâu rồi, bên này. Đây sửa lại trang điểm tí 01 nữa ha. Sell, quên cái tên trang. Back lại F5 tìm cuốn sách kỹ thuật
lập trình, rồi tìm ha, nó sẽ nhảy qua trang 01 xử lý tìm sách với từ khóa kỹ thuật lập trình được gán lại vô trong miếng, được gán lại, được chụp lại bởi cái hàm là dollar request với cái tên của từ khóa Revo. Tại vì mình có thể mình truyền nhiều thông số qua, mình truyền nhiều thông số qua ha. Giả sử bên đây bây giờ mình bổ sung thêm ha. Rồi, dbr. Sau đó đây là tác giả input type ha. Chừng text luôn. Rồi name là gì ta? Tác giả ha. TT tác giả nhiều người ha. Rồi PR ha. Rồi sale. Rồi bây giờ các anh chị sẽ qua bên trang thứ hai xử lý tìm sách. Hồi nãy mình chụp một biến rồi đúng không ạ? Giờ chụp biến thứ hai. Đô la tác giả bằng đô la request ha. TT tác giả. Thôi cái này qua bên đây đây xuyên là không khuyến khích rồi, tốt nhất là copy chắc ăn ha. Ctrl C. Sau đây mình dán Ctrl V lên, dán nó vô ha. Dư một chữ T. Phải cho chính xác nha, chỗ này mà bị sai chắc là nó không chịu ha. Rồi, vậy là tác giả. Tác giả. Rồi đưa cái từ là tác giả vô. Save lại. Rồi bây giờ các anh chị sẽ chạy lại ha. Back lại. Rồi F5. Có hai ô đúng không ạ? Đầu tiên là kỹ thuật lập trình. Rồi của thầy Khang ha. Rồi sau đó tôi bấm vô tìm. Cái này nó trên có một dòng thôi. À xin lỗi. Từ khóa. Rồi. Echo. BR. Cho nó xuống giọng tí. Echo. Tác giả 2 chấm. Echo P. Đô la tác giả. Rồi. Đây, hai dòng. Ha, như vậy ứng. Như vậy á, là ứng với trong cái ứng 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 với cái việc trong cái giao diện của mình nó có bao nhiêu text box hay là combo box ra vô button thì các chị bên này cũng vậy luôn ha. Thì bên bên này mình cũng vậy, mình phải chụp lại đúng như cái tên đó chứ không nó sẽ bị lỗi ha. Nó không nó sẽ bị lỗi ngay chỗ này. Rồi bây giờ cái phần thứ hai là tôi sẽ demo tới cái chuyện là nó trên cùng một trang. À nhưng mà đây các chị sẽ thấy nó có lỗi xảy ra. Nếu giả sử giờ tôi chạy trang xử lý tìm sách trước, chuyện gì xảy ra? Nhìn ha, tôi đang ở trang xử lý tìm sách, tôi chạy trước. À, nó sẽ báo lỗi. Và nó báo lỗi gì? Và nó nói là báo lỗi nè, undefined index, không tìm thấy là tên từ khóa. Tại mình chưa chạy trang này lên á, mình không có truyền gì cho nó hết thì nó không có chụp được. À, khi nó không chụp được dữ liệu thì nó báo lỗi, đúng rồi, tại cái trang này là trang xử lý mà không phải trang tiếp nhận. À, do vậy thì giờ có cách nào sửa chỗ này không? À, câu trả lời là có. Thì trước khi mà mình chụp dữ liệu lại chỗ này á thì các anh chị sẽ if trước ha, và dùng cái từ khóa là iset. Nếu nếu nó có tồn tại y iset đô la request, có nghĩa là có chụp được cái tt từ khóa, có tồn tại được cái biến tt từ khóa, có nghĩa là có dữ liệu quăng qua cho nó ha. Rồi thì mới chạy nguyên cái chỗ này ha, mới chạy nguyên đoạn code này, còn không là không có cho chạy dữ liệu. Ơi cô là câu là không có dữ liệu.
không có từ khóa truyền qua trang này ha. Rồi giờ cách gì nhanh ha, trả lại trang này, F12 lên, hết báo lỗi ha, nó chặn lại rồi. Chừng nào có dữ liệu thì tôi mới chụp, còn không có dữ liệu thì tôi không chụp dữ liệu lại ha. Rồi và bây giờ cũng tương tự vậy, bây giờ tôi tìm trên cùng một trang ha, y chang vậy thôi, new 02 ha. Rồi tìm kiếm, tìm sách một trang thôi, 02 tìm sách .php, rồi y chang vậy ha. Form name bằng là fr tìm sách, rồi action là đến cái trang hiện tại luôn, 02 gạch tìm sách .php ha. Rồi có method bằng là get. Rồi bây giờ đưa cái trang một vô, copy toàn bộ dữ liệu của trang một ha, từ khóa vậy nè, Ctrl C dán lên ha. Rồi nhưng mà ở cái phần chụp dữ liệu phía dưới, chẳng hạn ngoài form ha, tôi dùng đoạn mã php. Rồi chỗ này là sao, nếu như mà bình thường á mình chụp lên liền á thì các anh chị nhìn coi, tôi chụp dữ liệu và tôi đưa nó lên liền luôn ha, qua trang một đây. Đó, save lại, chạy lên, nó sẽ báo lỗi liền ha. Nhưng mà đầu tiên mình chưa nhập vô hết, tất nhiên là không có lỗi đây được ha. Vậy thì ở bắt buộc mình phải chọn cái câu lệnh if ha, if else giống vậy ha. Copy nguyên đoạn này lại, Ctrl C, Ctrl V, nhưng ở đây chúng ta không bỏ L ha, chúng ta không bỏ L, chúng ta chỉ if thôi. Tại sao? Tại lúc mình mới chạy đầu tiên lên nó chưa có gì hết thì nó không dễ gì ra. Chẳng như ABC rồi X, Y, Z, O, ví dụ vậy, tìm kiếm có thì hiện lên, không có thì thôi ha. Rồi không biết là tới đây các anh chị nắm được cái cách mà chụp dữ liệu lại được chưa ạ? Giữa hai trang, tôi có trang A và trang B, trang giao diện, và chụp trên cùng một trang ha, thì giữa hai cái video demo 1 và 2 giữa hai cái file demo 1 và file demo 2 thì là tách biệt giữa hai cái phần là chụp trang lại và cái tính ứng dụng của cái từ khóa, của cái phương thức iset ha, có cái hàm iset là kiểm tra có dữ liệu hoang qua hay không ha. Rồi phần thứ hai là việc truyền nhận dữ liệu, thì việc truyền nhận dữ liệu này ta nói thông qua hai cái giao thức, một là giao thức post, hai là giao thức get. Rồi post cũng dễ thôi, ăn thua cái cách chụp thôi, nên các anh chị cũng đã biết rồi. Get là việc cái truyền tham số nằm trên URL, post thì nó truyền nhậm dưới ha. Còn đối với get á thì để chụp từ khóa này được á thì các anh chị dùng là đô la gạch get hoặc là đô la gạch request thì đưa cái tên ha, chẳng hạn như tên từ khóa thì đưa cái tên tên từ khóa là cổ tên của cái control mà các chị muốn lấy dữ liệu ra ha, muốn lấy cái dữ liệu ra ở trang là tiếp nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu ha. Còn đô la request á, này đô la get nó chỉ xài được cho đứng với lại cái method của trang gửi, cái method của trang gửi là get ha, lưu ý ha. Còn request á là trang nào nó cũng xài được hết ha, request là trang nào nó cũng xài được hết ha, phương thức nào nó cũng xài được hết. Thì đối với cái giao thức boss á thì nó là truyền nhầm phía dưới, nó không đưa cái những cái biến của các control lên trên URL mà nó truyền nhầm ở phía dưới, thì nó dùng là đô la boss và đô la request. Như vậy tốt nhất các anh chị sẽ đô la request là chung cho mọi trường hợp, là dù của mình có đô la boss hay dù cái phương thức action, dù có cái method ở trang gửi của mình là get hay là boss thì tôi đều nhận được cái dữ liệu về ha. Rồi đúng không ạ, hay là cần phải demo thử một cái ha, boss thì nó bảo mật hơn. Rồi chẳng hạn như tôi còn có username password. Rồi sau này các anh chị sẽ sử dụng cái đô la get và viết tạo mã giả đô la get này, chẳng hạn này tôi nhảy đến trang là chi tiết sản phẩm, thực tế tôi chỉ có một trang chi tiết sản phẩm thôi, ứng cái mã chi tiết của sản phẩm là gì thì bên cái trang đó tôi sẽ load đúng cơ sở liệu của cái thông tin sản phẩm đó lên ha. Rồi sau này tôi sẽ chỉ các anh chị là cái phần mã giả chứ không phần hướng dẫn làm đồ án, chắc cũng khoảng là hai tuần nữa là bắt đầu mình sẽ tiến hành vô cái đó ha. Rồi bây giờ thông tin chi tiết bot xong, rồi bây giờ tôi sẽ làm bot với get. Làm cùng một trang ha, 03 giao diện ha, giao diện
code. Yes. Rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ có cái form như vậy. Boss ha. Đặt form boss, form get trước đi, get. Action nhảy qua trang là ha, ở đây mình chưa tạo trang, 03 gạch boss get chấm php. Rồi, method là get. Rồi, giờ mình sẽ đưa cái nút vô. Ha. Rồi, tạo ra từ khóa, đưa nút vô. Rồi được cái name. Nhớ là sử dụng thuộc tính name ha. Rồi, sau đó các anh chị tốt nhất cho nút submit nằm kế bên luôn. Ha, có value là tìm. Rồi, cái này là giờ đô la yes. Từ từ ha. Rồi bây giờ tôi xuống hàng tôi sẽ có HR. Boss method ha boss. Rồi giờ tôi sẽ có cái là đầu tiên là username. Rồi bằng là test name, đó là TTUS ha, username. Rồi xuống dòng br password. Thay bằng là password ha, name là TTPS. Rồi, sau đó xuống dòng tôi sẽ cho nút submit. Value đăng nhập. Rồi chạy trang này lên đó. Bây giờ nó có hai form ha. Ở cái tôi lít form trên thì nó sẽ nhảy qua cái trang là boss, xin lỗi là được cái trang là get.php, còn lít form dưới nó nhảy qua trang là boss.php, mà hai trang này chưa có. Bây giờ tôi sẽ làm trang boss trước. Trang get trước, get chấm thiết bị. Rồi, đây thì mình chụp lại thôi. Nếu mà, nếu có dữ liệu ha, reset nãy học rồi, thử nghiệm luôn rồi, đô la và boss. Boss ha, xin lỗi get và thử boss trước ha. Đáng lẽ phải get nhưng mà giờ mình làm boss coi nó chuyện gì xảy ra. TT, từ khóa ha. Mạng này nó có tồn tại. Thì đầu tiên là đô la từ khóa bằng như là đô la boss từ khóa ha, ơi cổ này ra từ khóa hai chấm rồi. Cho tôi chạy trang này lên F5 nhập ABC ha. Đây từ khóa nó đưa lên trên ABC. Rồi do các anh chị lưu ý ở đây mình do dùng làm cái giao thức bot nên ở dưới nó không chụp được dữ liệu, còn giờ ở đây tôi dùng lại giao thức get tại cái form ban đầu của mình ở bên này ha. Form trên nó truyền bằng là giao thức là get ha, giờ còn phải gì get là cần phải dựng đúng get sửa lại
sao lại ha. Rồi chẳng như ABC tìm, bây giờ get thì mới tìm được đúng get ha, còn request là nhận bình thường, request là cái nào cũng nhận hết ha. Chẳng hạn như đây đô la request như vậy bằng là đô la request tt từ khóa rồi echo gì khoét bằng chấm đô la request đây ha abc đây, request nó cũng nhận được abc và đô la request là dùng chung cho hai giao thức post và get ha. Giờ tôi sẽ làm tiếp tới cái phần là get 03, xin lỗi phần boss. Rồi cũng y chang vậy ha. If xin lỗi chưa mở tắt PHP. Rồi giờ mình sẽ chụp dữ liệu lại bên kia đó bắt username password. Vậy đô la OS bằng là if ha. If iset phải có tồn tại này trước ha. Rồi, đô la post của là TTUS. Ha, chỉ cần có username là ok. Chỉ cần có này thôi. Rồi, thì mình sẽ kiểm tra nó. Đô la US bằng là đô la boss TTUS ha. Còn tới username đô la BS bằng là đô la request lấy được luôn ha. TTPS rồi echo tên đăng nhập cộng cộng cho là đô la US rồi bây giờ tới là echo mật khẩu BS rồi bắt lại đây ha, nhập abc 123 thì nó sẽ chụp đúng luôn tên đăng nhập mật khẩu abc 123. Vậy cái việc này á là chúng ta sẽ dùng để kiểm tra coi tài khoản người dùng có đăng nhập vô hệ thống có đúng với tài khoản trong lưu trong cơ sở liệu chưa. Nếu đúng rồi thì mình sẽ hiển thị lên, còn không đúng thì mình sẽ bắt người ta yêu cầu nhập lại ha. Vậy bài hôm nay nó chỉ có đơn giản là như đó, là các anh chị làm sao mà để cập nhật được cái thông tin từ của một trang A sang gửi dữ liệu qua bên thân B bằng cách là chụp dữ liệu lại thông qua hai cái phương thức là đô la post, đô la get và đô la request. Thì ở đây tôi khuyên luôn, tốt nhất là mình xài cái đô la request này để cho mình khỏi nhớ lung tung, nhưng mà cũng nên biết đô la get với đô la post ứng với cái action post thì phải có, tôi xin lỗi, ứng với cái phương thức là post trong cái form thì cái trang tiếp nhận bắt buộc phải sử dụng cái đô la post để tiếp nhận lại. Còn ứng với đô la get ở bên cái method của trang cái form gửi, cái form giao diện thì ở bên cái trang xử lý này nó dùng phải đô la get thì mới chụp cái dữ liệu lại được ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ demo tiếp đến là một số cái control cơ bản ha. Rồi rồi một số ví dụ đầu tiên là control cơ bản cái nút checkbox ha. Rồi checkbox cũng dễ thôi, thì checkbox anh chị lưu ý dựa theo cái name, cũng là dựa trên cái name ha, ý là chỉ Vietnamese ha, ý là thì cái name chỗ nào mà đã có cái chỗ này các anh chị lưu ý nè ha, cái value này nhưng nếu mà nó có value thì nó sẽ check bằng là true, còn không có value thì nó sẽ check bằng false ha. Đúng rồi, ngôn ngữ. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái value đó, dùng đô la get ha. Bài 04 checkbox nhận dữ liệu ha, giao diện checkbox giao diện ha. Trời
cho nó tiếp nhận tại trang của nó luôn ha. Các anh chị lưu ý về nhà sửa lại nha, tại vì tôi cho nó tiếp nhận tại trang này luôn. Cho giải. Rồi. Đầu tiên tôi sẽ có cái form. Rồi. Action nhảy đến trang này luôn. Ha. Tìm checkbox đó, vì tại thể nãy mình chưa có trang nên mình phải gõ vô, còn bây giờ mình đã có trang rồi thì mình chọn nó cho lẹ ha. Method get. Rồi. Checkbox ha. Tại đầu tiên đây mình sẽ cho cái view set đi cho nó đẹp một chút ha. View set cho nó một file legend. Legend là thông tin ngôn ngữ đi ha, lựa chọn ngôn ngữ. Rồi ha, bây giờ mình sẽ có hai cái checkbox, có dấu checkbox đúng không ạ? Đầu tiên là mình sẽ có cái dấu check trước, vậy là input type checkbox name ha, phải cho cái tên luôn ha. Chẳng như mình muốn tiếng Việt CHK là checkbox, Việt Nam Mi VN ha, đóng ngoặc lại tên nó là tiếng Việt ha. Cho tag tiếng Việt. À, thì ở đây mình có value, giả sử mình có value. Value thì bằng nó sẽ, cái gì chán value vô ha, VN ví dụ vậy. Rồi PR xuống hàng. Cái thứ hai là input có thai nó bằng là checkbox tiếp ha. Rồi name nó bằng là CHK English, vậy là N ha. Rồi tôi chỗ này không có value, chỗ này nó không có value ha, nó không có value. Rồi thì tôi sẽ có là tiếng Anh. Rồi giờ nút submit. Chọn F12. RD checkbox. À xin lỗi, cái chỗ này. Rồi F12 lên. Đây ha, check vô, check vô. Chọn được nhiều cái ha. Cái legend là nó vẽ nguyên khung này ra cho mình thôi. Rồi bây giờ ở đây tôi sẽ tiếp nhận lại lượt luôn ha. Ơi cô, đầu tiên phải chụp lại ha, nếu có thì chụp cũng có thì thôi. Reset ha, phải kiểm tra nha, chúng mấy nó bị báo lỗi. Set đầu tiên là dollar request hết đi. Đầu tiên là cái tên CHK có dữ liệu đúng không ạ? CHK thì tốt nhất mình chụp cái nút submit này, đạn nó có nút submit thì ok, thì đặt nó cái name. Tại mình trên có trên check trên có nhiều khi không có ha. Name. Name bằng là btn. Chọn. Copy này lại ha. Nếu có. Rồi. Nếu có cái này thì bắt đầu mới. Rồi nếu mà có dữ liệu á thì bắt đầu mình mới chụp lại ha. Đây là đầu tiên là CHK 1 CHKVN bằng là CHKVN Việt Nam ha. VN tiếng Anh đô la, N đô la. Rồi mình echo dữ liệu ra. Ngôn ngữ đã lựa chọn. Rồi chấm. Thì đầu tiên á nó sẽ có là đô la
vn chấm đô la en chấm phẩy ha, chỗ này cho nó khoảng cách trắng đi ha. Rồi sale chạy lên, tờ đầu tiên tôi chọn chạy như là chọn tiếng Anh chọn ha. Thì lưu ý đầu tiên á, tiếng Anh á, nó sẽ có lựa chọn là on ha. Giờ tôi chọn tiếng Việt thôi ha, thì tôi chọn tiếng Việt thôi, tiếng Anh nó không có thì đây nó sẽ báo lỗi ha. Rồi bây giờ để làm cho nó tiện hơn thì các anh chị sẽ làm như sau, các ngôn ngữ đã lựa chọn rồi tới đây Ctrl X, câu này luôn có rồi ha, phải rồi. Nếu chỗ này là CHKVN có thì echo đô la request CHKVN chấm cộng cho khoảng trắng đi đó. Rồi tương tự vậy if iset phải chụp từng cái ha, đâu mới nó bị lỗi. Rồi đô la request CHKN rồi echo đô la rồi chạy lên. Rồi tiếng Anh tiếng Anh, rồi tiếng viết tiếng Anh hai cái ha, không có tiếng nào hết, không có gì hết hết. Rồi như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong. À giờ có nút button, sẵn làm nút button có nghĩa là có click thì nó mới hiện ra reset. Đô la request về tên chọn chứ nào có chọn á thì nó mới hiện lên, còn không chọn gì hết, không có gì hết ha. Rồi không có gì hết chọn. Rồi để tránh cái lỗi như vậy hôm bữa cũng nói các anh chị là các anh chị nên chọn mặc định trước một cái, thì để chọn mặc định trước một cái cũng dễ. Ví dụ mình muốn tiếng Việt ha, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì muốn luôn 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 nó được lựa chọn, các chị thêm thuộc tính là select tịch si lách ha. À, xin lỗi, tôi tính check check kịch F12 là nó luôn luôn nó được chọn trước à. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong cái cách mà chọn lại, thì tại vì trong trong cái tiếng Anh trong trong tiếng Anh nó không có thuộc tính value ha, trong trong chấp bắt biến liệt nó không có thuộc tính value, nên khi mà mình chọn tiếng Anh á các anh chị thấy nó sẽ chỉ có là giá trị là on, còn nếu nó có thuộc tính value chẳng hạn trong tiếng Việt có thuộc tính value thì chỗ này nó sẽ thuộc tính value lên là chữ VN ha. Rồi một phần nữa là radio button, radio button cũng trang vậy ha, radio button cũng trang vậy. Giờ làm tiếp radio button radio không năm ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn trong một ha, chọn môn ví dụ mình có là thường hay mình lựa chọn giới tính ha, giới tính hơn nghề nghiệp đi, nghề nghiệp nghề nghề nghiệp ha. Rồi rồi view set này nó nhiều quá rồi bỏ hết đi, đánh lại anh chị dễ thấy hơn. Rồi trong nghề nghiệp ha, tôi có ba bốn nghề gì đó ha, chẳng hạn giờ tôi có nghề đầu tiên, nghề thứ nhất
là người chẳng như là tài xế ha, tài xế. Bây giờ nó có cái này mối tình đứng trước đúng không ạ? Input thai thai bằng là ra điều mối tình ha. Rồi nó có cái name là cùng một tên ha, tên người, vậy ra điều rơi đây người ha. Rồi bằng cái value, chỗ này là tài xế đúng không ạ? Vậy từ đấy là tài xế ha. Rồi lái xe ha, nghề nghiệp là tài xế lái xe taxi. À, tài xế là rồi. Ok rồi, br input thứ hai ha, thay là nội trợ chúng là radio tin luôn. Người luôn ha, cũng đặt cùng một tên ha. Nhớ phải cùng một tên nha, khác tên là nó khác. Value nội trợ đúng không, nội trợ. Rồi và cuối cùng là kinh doanh input ha, thay là ra dấu tên tiếp, name là rat nghề ha. Rồi không có value, rồi thật là kinh doanh ha. Và cuối cùng tôi sẽ có cái nút p input thay bằng submit, về tên name bằng là về tên submit, chọn đi để em chọn value, chọn rồi nhảy đến trang là checkbox và 05 radio. Rồi bây giờ chạy đi lên Z. Đây chọn tài xế ha, giờ mình chụp dữ liệu lại. Phần chụp mới là phần khó phía dưới ha. Rồi đầu tiên á là tôi phải kiểm tra có nút gửi qua không. Đô la request ha, thì thường gửi đi là nó sẽ kèm theo cái nút luôn, tại cái nút đó nó cũng là một cái dạng form field trong cái trang web của mình mà. Rồi sau đó tôi mới chụp dữ liệu lại. Đầu tiên tại vì nó còn một ngày nên tôi chỉ cần là chụp chụp dữ liệu đô la ngày. Rồi à, tốt nhất ở chỗ này mình không chụp tại vì nó chỉ có một cái radio button thôi, nên chỗ này mình sẽ request cái người luôn đi ha. Rồi echo người đã chọn người chấm dẫn chấm đô la người. Rồi chẳng hạn như là tài xế chọn đây tài xế, nội trợ chọn và kinh doanh do không có cho có chọn gì hết nên giá trị nó sẽ bằng là on ha. Rồi kế đến là mình sẽ có tiếp là rồi combo box. Combo box thì cũng y chang vậy thôi ha, chẳng như món ăn. Không sáu drop Downlist hay gọi là combo ha, kéo lên kéo xuống gọi là drop downlist.
Rồi. Rồi, cũng có danh sách món ăn luôn ha. Form name món ăn. Rồi, action, vậy đến cái trang này luôn. Drop down list. Phương thức method get. Rồi, fill set. Legend món ăn ha. Giờ tôi sẽ có lọt danh sách các món ăn. Select, nhớ cho cái name liền ha. Name bằng là CMB món. Rồi đây tôi sẽ có các món ha. Chẳng hạn như tôi có option thứ nhất. Rồi nhớ các anh chị cho value vô liền ha. Món chẳng hạn như phở bò VB. Phở bò option value bằng là cơm gà CV ha. Cơm gà ví dụ vậy. Option value à, cuối cùng là bánh cuốn ha. BC bánh cuốn ha. Rồi. Và bây giờ tôi có một thêm option cuối cùng nữa. Option này nó không có value ha. Chẳng hạn như tôi có bánh canh. Bánh canh là đúng không? Chè. CH. Chè. Giờ này nó không có value ha. Option cuối cùng nó không có value. Rồi, các anh chị coi tôi chạy này lên. Giờ chụp lại. If reset rồi chụp lại ha. Nếu có món mình sẽ có món bằng là đô la request của cái c cái name của nó là món. Rồi, sau đó mình món đã chọn echo. Chấm à, cộng cho món sale trả lên. Hay giờ tôi có phải thiếu cái nút submit ha. Muốn hoàn tất select. Như tôi chọn là bánh cuốn. Đây bánh cuốn mã VC. Phở bò mã VB. Cơm gà mã CR. Nhưng mà chè, chè là không có value nên nó sẽ lấy luôn cái thuộc tính ở trong. Nó chính là nó lấy luôn cái test trong ha, cái chè nó gửi qua ha. Rồi thì tương tự như vậy thì nó cũng có cái list. Cái list cũng y chang vậy thôi ha. Cái list nó cũng như vậy, nhưng mà cái list á thì nó dùng cái tên, nó là một cái mảng ha. Thì đây nó chỉ có thuộc tính là mutable. Giờ tôi sẽ coi demo cái list box cho phép chọn nhiều món. 06 list box. Rồi y chang vậy thôi, copy hết luôn nguyên cái form. List box ha, danh sách. Rồi thì mình, ở đây nó chỉ có một cái thôi là nó có thuộc tính là mutable. Các anh chị để bằng là mutable là nó sẽ cho chọn chọn nhiều ha. Nhưng mà khi chọn nhiều á thì cái tên của nó, thì cái tên của trong này nè, CMB này, các anh chị nên cho nó là có dấu hình vuông, có dấu hoặc hoặc vuông. Hoặc vuông chính là nó truyền nguyên nguyên một cái mảng qua ha. Như vậy chỗ này á, nếu mà nó có tồn tại cái phần tử của món ăn gửi qua thì tôi sẽ in nó ra ha. In nó ra. Rồi in nó bằng cách nào? Các anh chị sẽ nhìn. Đây tôi sẽ in liên tục ha.
chẳng hạn như trong đây nó sẽ có chỉ là khi mình in nó ra bằng cách là mình for x nó từng cái rồi mình chọn nó ra thôi. Ok, dùng hàng là for x equal các món đã chọn hai chấm rồi for x rồi đô la request ha, ứng với là cái tên của nó chính là cmv món. Đây, người ta sẽ in ra trong từ đây ha. À, bỏ cái dấu kia đi. Sau đó in e món gì đô la món. Đô la món. Echo gạch đầu dòng một cái ha. Món 1 mình in nó ra cộng cho món rồi chạy lên đây tôi chọn cơm gà chè chọn món này chọn. À chỉnh cái submit trên này lại tí món ăn form số 7. Tắt lên luôn sửa tên file lại tí. Đây. List bóc F12 rồi phở bò cơm gà. Đây rồi bây giờ mình có thể đem lên trước cho nó dễ đi. Ctrl X chấm chọn hết ha. Đây, nó sẽ đưa tất cả các mã qua cho chúng ta. Rồi. Rồi tới phần thứ hai nữa là phần sử dụng mảng. À, mảng như nãy thì tôi đã sử dụng xong ở trong cái phần là chọn 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 nhiều ha. Như vậy bài hôm nay thì tôi hướng dẫn các chị xong cái cách cơ chế là chụp dữ liệu lại rồi nhận nhận dữ liệu như thế nào. Rồi trong đó có một số cái control hơi khó đó chính là combo box và drop down list. À, không à, các anh chị về nhà xem phim video môn học và các anh chị code lại thử những cái demo này ha để cho mình quen trong cái việc là chụp nhận dữ liệu lại. Tại cái phần này là chúng ta sẽ có thi lý thuyết và chúng ta sẽ truyền rất là nhiều. À, rồi, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các anh chị và chúc các anh chị có buổi tối vui vẻ.